Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963, Quá Lâm Chi Miêu, tháng 11 âm lịch năm Quý Mão 2023. Vận trình được nhiều cát tinh trợ mệnh, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, giúp cho quý cô bác thay đổi cuộc đời từ đây. Về vận trình cụ thể của quý bác tuổi Quý Mão diễn ra như thế nào thì ngay sau đây xin mời quý bác cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Trời thương Phật độ, tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, đón nhận phúc báo, vận may cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số cực đậm, tiền tỷ cầm tay. Quý vị thân mến, sống ở đời chúng ta có thể là những người rất bình tĩnh, hiền lành. Thế nhưng không ít lần có những biến cố xảy ra khiến chúng ta tím tái mặt mày, chẳng thể giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày. Tử vi học quan niệm rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, hung họa là điều không thể tránh khỏi trong vận mệnh mỗi chúng ta. Thế nhưng hung vận lớn hay nhỏ, xảy ra sớm hay muộn thì còn tùy thuộc vào lá số bản mệnh của mỗi người. Người xưa vẫn hay nói, thời thế tạo anh hùng, bởi nếu biết nắm bắt thiên cơ, biết trước mệnh trời, tận dụng cơ hội mà ơn trên ban xuống, thì việc thành công chỉ còn là chuyện trong tầm tay, chẳng mấy chốc mà giàu lên chóng mặt. Đặc biệt, trong tháng 11 âm lịch tới đây, người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, được tử vi dự báo sẽ gặp vô số may mắn, tiền bạc đổ về không ngớt, công danh phất lên hương, đổi đời trong nháy mắt, xóa bay mọi khổ cực mà những chú mèo đã phải trải qua những ngày tháng đổ mồ hôi sôi nước mắt trước đây, sẽ được đền đáp xứng đáng, giàu có gấp bội lần. Tổng quan tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 và những nét tính cách độc đáo, khác biệt của tuổi Quý Mão. Tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, là tuổi con mèo, năm sinh âm lịch, Quý Mão, thuộc mệnh kim, kim bạch kim, vàng trang sức. Mệnh nam, cung khảm thủy, thuộc đông tứ mệnh. Mệnh nữ, cung cấn thổ, thuộc tây tứ mệnh. Cuộc đời tuổi Quý Mão, được Phật Hư Không Tạng Bồ Tát ban phúc, Phật Đại Thế Chí Bồ Tát ban cho trí tuệ, Phật Đại Chí Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát hộ mệnh, Phật Đại Sư Như Lai bảo hộ. Quý Mão là người trầm tư, bản chất cực kỳ nhạy cảm, khiến họ dễ bị tổn thương và buồn phiền vì những chuyện cãi cọ. Năng lượng thủy củng cố bản năng nhạy cảm của tuổi Mão, con giáp này không thể chịu đựng những bất đồng ý kiến. Quý Mão cực kỳ thân ái, hòa đồng, mặc dù đôi khi có thể hướng nội và ẩn mình, họ nhận được nhiều sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Sự đồng cảm mạnh mẽ toát ra từ con giáp này khiến mọi người đổ xô đến họ để tìm lời khuyên hay sự an ủi. Quý Mão có khả năng nắm bắt suy nghĩ và tình cảm của người khác và truyền cho đối phương những ý tưởng của mình. Tuy nhiên họ thường nặng lòng hoặc bận tâm quá mức vì rắc rối của người khác. Sự hào phóng của họ, cả về thể lực lẫn cảm xúc, có thể bị người khác lợi dụng. Quý Mão thích sự yên ấm, họ rất tinh tế và dễ tiếp thu ý kiến của người khác. Tuổi này thường thích thả mình theo dòng chảy sự kiện, tránh mọi xung đột. Sự mềm dẻo giúp họ vươn lên đỉnh cao, dễ phải lòng nhưng họ chỉ muốn phụ thuộc vào người mình tin tưởng. Màu hợp với tuổi Quý Mão là vàng, trắng. Màu khắc với tuổi Quý Mão là đỏ. Tính cách tuổi Quý Mão. Tuổi Quý Mão tâm tính thường cô độc, ít hòa hợp người thân, họ có vẻ mặt lạnh lùng, tác phong quả quyết, dứt điểm và rất cứng rắn, bản lĩnh. Trong cuộc sống và công việc họ thường xử lý dứt điểm, luôn vượt qua mọi sóng gió thử thách, tâm lý của họ ít hợp người thân. Sống khá cô độc, thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm. Từ lúc còn nhỏ, tuổi Quý Mão đã là những đứa trẻ khá bướng, uốn nắn, dạy dỗ thường mất nhiều công sức của thầy cô. Khi trưởng thành họ thay đổi nhiều, sống nội tâm, thích suy nghĩ hơn nói chuyện, bộc bạch. Khi đã làm việc thì họ quyết đoán, mạnh mẽ, cương nghị. Tuổi Quý Mão trọng công bằng, trọng lý lẽ, sống có nghĩa khí, công tâm.
Tuổi Quý Mão là những người trung thành, họ trung thành với cương vị làm việc, giữ đúng chức trách được giao, bền vững trong tình bạn, rất trọng uy tín trong cuộc sống và thương trường, đã hứa là sẽ cố gắng làm việc, thực hiện bằng mọi giá, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Họ thích suy nghĩ, có sức tập trung cao độ trong tư duy, công việc. Khi họ suy nghĩ, làm việc, nghiên cứu dường như không bị tác động bởi ngoại cảnh, quên mọi thứ quanh mình, trầm tư. Mọi hoạt động của họ lúc này hướng cả vào vấn đề cần giải quyết, giống như một con lạc đà khi nhịn khát mấy ngày thì nó uống nước quên cả mối đe dọa xung quanh. Tuổi Quý Mão ý thức cao về bản thân, cái tôi cá nhân lớn, cao thượng hơn người, giàu trí tiến thủ, ham làm việc, mê kiếm tiền, phấn đấu vì công danh sự nghiệp. Con số hợp với tuổi Quý Mão là số 2, 5, 6, 7, 8. Con số khắc với tuổi Quý Mão là số 9. Sự nghiệp tuổi Quý Mão. Tuổi Quý Mão rất có duyên với các lĩnh vực như chính trị, quản lý tài chính, ngân sách, kinh doanh, nhất là lĩnh vực bất động sản hay vàng bạc, đá quý, thường có thành tựu cao. Tính công tâm, nghiêm túc, đưa một số người có duyên với luật pháp, thẩm phán. Tư duy nhạy bén, chính xác của họ rất lợi đối với các lĩnh vực khoa học tự nhiên, toán học, vật lý. Tuổi Quý Mão làm về công nghệ có thể trở thành kỹ sư, chuyên gia hay thợ giỏi. Dù làm công việc gì cũng đều cát lợi, có thể bội thu về tiền bạc. Người tuổi Quý Mão phù hợp với các công việc như kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh doanh. Đặc biệt, nếu làm trong các ngành như luật pháp, bảo hiểm, sẽ phát huy được điểm mạnh của người tuổi Quý Mão. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 11 âm lịch cho tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, vận hạn may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về mặt sự nghiệp, được thiên ấn cát tinh chiếu, sự nghiệp của người tuổi Quý Mão có cơ hội bước sang trang mới trong tháng 11 này. Bản mệnh cần tự tin hơn để có thể nắm chắc các cơ hội xuất hiện trước mắt, khiến người khác phải nhìn bạn bằng con mắt khác xưa. Tháng này, bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa, nên làm việc gì cũng có người giúp đỡ, chỉ điểm. Với những công việc nhóm đòi hỏi hợp tác, bạn và đồng nghiệp làm việc ăn ý với nhau, khiến những nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng. Tử vi tháng 11 năm 2023, tuổi Quý Mão âm lịch thấy rằng con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ở thời điểm này. Đối phương có thể chỉ ra cho bạn những điểm yếu để bạn nhanh chóng khắc phục hoặc chỉ ra những hướng đi mới để bạn rèn luyện bản thân phát triển theo hướng mới triển vọng hơn. Điều con giáp này cần khắc phục là tính hay lo nghĩ nhiều của mình. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy, bạn thường suy nghĩ quá bi quan khi đối diện với rắc rối bất ngờ. Hãy tin tưởng vào bản thân nhiều hơn, bạn vốn là người có tài, đừng vội vàng bỏ cuộc, hãy coi khó khăn là cơ hội rèn luyện bản thân để mình ngày càng trở nên xuất sắc hơn. Về mặt tài lộc, túi tiền của người tuổi Quý Mão cũng có nhiều cơ hội cải thiện trong khoảng thời gian này, vì thế bạn cần nhanh chóng nắm lấy thời cơ để vượt lên trên các đối thủ, khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm rất thích hợp để bạn đưa ra các quyết định hợp tác làm ăn. Nếu thấy có đối tác, khách hàng nào triển vọng thì bạn nên nhanh chóng ký kết hợp đồng ngay, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt vào tay người khác. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố, nhân lực và vật lực thì bạn cũng có thể xem xét việc mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất. Tất nhiên để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra thì bạn sẽ phải khá vất vả đấy, song mồ hôi công sức sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Người làm công ăn lương cũng hứa hẹn sẽ được nhận một khoản thưởng nóng kha khá vì những thành tích tốt trong công việc. Đây chính là lời tuyên dương, khen thưởng của lãnh đạo đối với bạn, khiến bạn có thêm nhiệt huyết khi làm việc. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy và hung tinh thiên nguyệt, đôi khi bản mệnh sẽ thấy mệt mỏi, bất an. Song bạn không nên hướng những suy nghĩ của mình theo hướng bi quan, bạn có thể trao đổi tâm sự với những người đáng tin cậy để được gỡ rối, tìm lại lòng tin cho mình. Về mặt tình cảm, gia đạo. Căn cứ tử vi tháng 11 năm 2023, tuổi Quý Mão âm lịch, bản mệnh có thể xác định tinh thần sẽ được nhận nhiều tin vui liên quan đến tình cảm khi bước sang tháng 11 âm này. Dưới tác động tích cực của cát tinh, cũng như cát tinh chủ đào hoa bách Việt, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy người ưng ý. Người độc thân có thể nhiệt tình tham gia các hoạt động tụ tập, xã giao trong thời điểm này. Bạn là người có những mặt tính cách rất thu hút, vì thế mà chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi bạn sẽ nhận được rất nhiều lời ngỏ ý làm quen hoặc bày tỏ đến từ người khác giới. Con giáp này đào hoa đến mức bạn có thể gặp được người phù hợp với mình ở những nơi không ngờ tới nhất. Hai người chỉ vô tình gặp gỡ mà đã thấy quen thân, khi nói chuyện cũng có nhiều quan điểm trùng hợp, cứ như thể đôi bên sinh ra là để dành cho nhau vậy. Với các cặp vợ chồng, quan hệ giữa hai bạn thiên về bình ổn,
vững chắc, đôi bên biết trân trọng và bao dung cho nhau nên chẳng bao giờ so đo, tính toán những chuyện nhỏ nhặt. Cũng nhờ có đối phương, bạn thấy dũng cảm và mạnh mẽ hơn khi đối diện với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Về mặt sức khỏe, công việc liên tục có những bước phát triển mới có thể khiến cho người tuổi Quý Mão phải vất vả, bôn ba nhiều hơn khoảng thời gian trước đó. Vì vậy, bạn càng cần phải chú ý đến sức khỏe của mình, tránh làm việc quá sức kẻo đổ bệnh. Dù công việc có bộn bề thế nào, bạn cũng cần nhớ phải ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Nếu có thời gian rảnh, hãy tham gia vào các hoạt động thể thao để cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Khi bạn có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực, hãy tâm sự với mọi người xung quanh để được giúp đỡ và cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chớ nên giữ mọi chuyện ở trong lòng, đẩy mình vào cảnh căng thẳng không cần thiết. Vậy, trong từng giai đoạn của tháng 11 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Quý Mão, sinh năm 1963? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Xem tử vi hàng tuần, trong 10 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch, cát khí lan tràn, người tuổi Quý Mão nhờ thế mà đạt được khá nhiều thành công ngoài sức mong đợi. Công việc của con giáp này trong tuần khá thuận lợi, bản mệnh được nạp thêm năng lượng từ người thân, phát huy năng lực tốt hết mức có thể. Với người làm đầu tư, kinh doanh, tuần này là thời điểm rất thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác của mình, đôi bên chỉ cần thẳng thắn sòng phẳng với nhau thì sẽ hợp tác ăn ý, kiếm về tiền tài dư giả. Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tinh đang xuất hiện trong khoảng thời gian này nên bản mệnh cần phải đề phòng kẻo bị tiểu nhân hãm hại. Những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này có thể sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân sinh lòng đố kỵ, từ đó tìm cách hạ bệ con giáp này xuống vị trí thấp hơn. Xin nhắc nhở người tuổi Quý Mão, chú ý các khoản chi tiêu vào thời điểm đầu tuần, kiếp tài án ngữ. Bản mệnh có thể lâm vào họa hao tài phá lộc, tiền bạc hư hao, đi chơi ở những nơi có nhiều người đông đúc, dễ mất tiền như chơi. Tốt nhất là tiền bạc tư trang phải cẩn thận để mắt tới, đừng ham vui, rồi cuối cùng lại khóc mếu mất tiền. Về tình duyên thì có thể nói đầu tháng vận đào hoa khá vượng, bản mệnh có thể đón nhiều tin vui về đường tình cảm. Người độc thân nên mở lòng mình hơn, có thể trong những lần du lịch, bạn sẽ gặp được người là định mệnh của cuộc đời mình. Các cặp đôi có thêm thời gian hâm nóng tình cảm nên càng thêm nồng nàn thắm thiết. Bên cạnh đó, dù có muốn chinh phục đỉnh cao đến mấy, thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình. Không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức đến mức quên ăn, quên ngủ khiến cơ thể mệt mỏi. Quý nhân, Mùi, Hợi, tiểu nhân, Sửu, Ngọ. Màu sắc may mắn, xám, cam. Con số may mắn, 15, 67, 89. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 11 âm lịch. Với người tuổi Quý Mão, tử vi 10 ngày giữa tháng 11 âm mang theo những tin vui góp phần làm rạng rỡ vận trình cho con giáp này. Chẳng những tiền bạc, công danh tăng tiến, nhờ được Nguyệt Mã cát tinh chiếu mệnh, mà ngay cả đường tình duyên cũng có nhiều tín hiệu đáng chúc mừng. Các cặp đôi đã giải quyết được những mâu thuẫn, vướng mắc trước đó, có lẽ những ngày nghỉ vừa rồi đã giúp cho hai bạn hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Cũng nhìn thấu tình cảm của mình dành cho đối phương và cố gắng chung tay vun đắp cho cuộc sống hai người càng thêm hạnh phúc. Người tuổi Quý Mão, nếu theo nghiệp kinh doanh thì sẽ dễ dàng phát tài khi được các thần thực thần che chở, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Tuy nhiên, điều này cũng phải đánh đổi ít nhiều khi mà mọi người dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn thì bạn lại phải làm việc và phục vụ khách hàng. Đặc biệt, một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ trúng thưởng, trúng số. Tuy nhiên, bạn cần có cách sử dụng khoản tiền này hợp lý, chớ tiêu xài lãng phí, kẻo cuối cùng cũng của thiên trả địa. Công việc trong thời gian này tiến triển rất thuận lợi, thiên ấn cho thấy bản mệnh được cấp trên đánh giá cao bởi khả năng sáng tạo cũng như ứng biến tốt trước những tình huống bất ngờ phát sinh. Những người đã dành nhiều thời gian cho các công việc tay trái có thể thu về lợi nhuận hoặc thù lao xứng đáng với công sức trong thời gian này. Tuy nhiên, con giáp này cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, kẻo dễ vướng họa khẩu thiệt thị phi, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân. Quý nhân, Hợi, Tuất, tiểu nhân, Thìn, Tỵ. Màu sắc may mắn, trắng, xám. Con số may mắn, 27, 94, 36. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch. Người tuổi Quý Mão trong tử vi tuần mới gặp khá nhiều điều may mắn, trước tiên là đường công danh. Sự nghiệp đang thực sự đạt đến đỉnh cao. Khi mà bản mệnh biết được sở trường của mình là gì và biết phải đi theo hướng nào để có được thành công. Chính ấn cho thấy, càng về cuối tháng vận trình càng vượng, khả năng thăng tiến lại càng cao hơn. Bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để phát huy năng lực của mình,
thể hiện hết những gì mình có, chắc chắn thành công sẽ không còn quá xa. Thái Dương phù trợ nhân duyên, nhờ thế mà chuyện tình cảm của con giáp này thời gian này có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân tìm thấy người mình thực sự yêu thương, việc bạn cần làm bây giờ chỉ là bày tỏ tình cảm của mình, thể hiện sự chân thành của mình đối với người ấy mà thôi. Vận trình tài lộc có phần bất ổn khi thăng trầm đan xen, thực thần cho thấy tiền bạc vào nhiều nhưng có lẽ khó bề tích tụ, khi mà kiếp tài lãng nhãng theo sau, trực chờ tìm cơ hội để khiến cho tiền bạc tiêu tan. Bản mệnh nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, thay vì tiêu tiền không cần suy nghĩ, tuy nhiên, chuyện làm ăn kinh doanh sẽ có bước tiến vượt bậc. Những dự án đầu tư trước đó của bạn dần đem lại lợi nhuận đáng kể, nhờ đó mà bạn có một túi tiền rủng rỉnh, chuyện chi tiêu cũng không cần phải tính toán quá nhiều. Nếu có việc cần phải đi xa, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi, cuối tháng hỷ thần ở hướng đông nam và tài thần hướng tây. Quý nhân, Hợi, Mão, tiểu nhân, Tý, Dậu, màu sắc may mắn, nâu, vàng, con số may mắn, 66, 90, 44. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, tháng 11 âm lịch 2023. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài, vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Quý Mão và tuổi Mùi. Mối quan hệ giữa Mão và Mùi sẽ rất bền chặt. Hai tuổi này có những điểm giống nhau, nhưng cũng có điểm khác nhau. May mắn là điểm khác nhau lại bổ sung cho nhau để hai con giáp này dễ dàng hòa hợp. Mão và Mùi đều mơ mộng, có tâm hồn nghệ sĩ và thường đưa ra quyết định theo cảm tính. Cả hai hành tinh này đều cần một bờ vai để dựa. Khi là đối tác kinh doanh, Mão và Mùi có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba. Bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính, điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả, đó là nghệ thuật, tình cảm. Bên cạnh đó, Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay Mão, vì Mão không có khả năng làm được, Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường về khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. 2. Tuổi Quý Mão và tuổi Tuất. Mão và Tuất sẽ cùng nhau xây dựng một mối quan hệ bền chặt và nồng thắm, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Tuổi Ất Mão khá nhút nhát, thường bị một số tuổi khác tận dụng sự nhiệt tình, nhưng Tuất thì không hành động như vậy. Tuất thường ít khi đặt niềm tin ở người khác, nhưng trong quan hệ với Mão, Mão không để cho Tuất có lý do nghi ngờ điều gì, cả hai hành tinh này đều đáng tin, trung thực và luôn bảo vệ nhau. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và sáng tạo, một số ý tưởng sáng tạo của Mão sẽ khiến Tuất ngạc nhiên và trở nên kiên nhẫn lắng nghe và thực hiện. Trong khi đó, Tuất có tài kinh doanh, cẩn thận và biết đánh giá giá trị của lao động nên sẽ đảm nhiệm tốt vấn đề tài chính. Cả hai sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một tập thể phát triển tích cực theo hướng đi lên. 3. Tuổi Quý Mão và tuổi Hợi. Mão và Hợi sẽ tạo thành mối quan hệ khá hài hòa. Tuổi Hợi cảm thấy thoải mái và sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ người mình yêu quý. Điều này rất cần cho Mão, bởi tuổi Ất Mão vốn cần sự hỗ trợ từ bạn bè, người thân khi gặp rắc rối để giữ được cân bằng cho cuộc sống. Bởi vậy, hai con giáp này hỗ trợ rất đắc lực cho nhau và tạo thành một cặp bài trùng ăn ý. Nếu là đối tác làm ăn, Hợi sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến và Mão sẽ gửi chọn niềm tin cho Hợi. Hợi sẽ lắng nghe sáng kiến của Mão và hai con giáp cùng nhau xây dựng một đế chế phát triển bền vững. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, lời Phật dạy về nhân quả có câu, người không làm phước thì thường chịu quả báo, nếu tu được phước thì đời này và đời sau đều được an vui. Sự an vui, hạnh phúc ở đời đều do tu thân mà có được, hiểu nhân quả thì mới đoán được vận tốt xấu của mình và biết được thời gian quả báo xuất hiện. Trong kinh Phật cũng có nói, nghiệp chướng không thể biến mất, khi quả báo chín muồi có quy y cũng khó thoát, chỉ cần đã tạo nghiệp thì đến thời thuận lợi, nhất định sẽ thấy quả báo linh ứng và khi quý vị làm việc thiện mà không được quả báo ngay. Đó là do thân khẩu ý của quý vị đã tạo nghiệp quá nhiều, lỗ hổng quá lớn, khiến cho tất cả phước đức đều bị thất thoát. Vì vậy, khi hiểu được nhân quả thì sẽ biết bói toán, bùa ngải chính là mê tín dị đoan. Chỉ có thích thiện mới có thể cải biến nhân quả, tăng phúc, cải biến vận mệnh. Nếu làm việc thiện và tích đức thì sẽ có phúc dày, ắt được phúc báo, không cầu của cải thì phú quý sẽ không mời mà đến. Người có tấm lòng nhân hậu thì dù không được trời ban thưởng cũng được mọi người đối xử tử tế,
suốt ngày vui vẻ, tự nhiên, sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu một người có tâm niệm xấu xa, cho dù không có sự trừng phạt của thần linh, cũng sẽ bị mọi người lên án, suốt ngày sống trong hận thù, số phận ắt sẽ éo le. Thiện ác do trời định, người tốt không bị trời lừa, xin cho mỗi người đều biết nói lời lành, làm việc lành, có ý tốt, tích đức và được phước liên tục. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.